Trưa 3 tháng 10, Công an quận Hải Châu Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra vụ cháy ô tô trên đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Trước đó, sáng sớm cùng ngày, người dân đi trên đường 2 tháng 9 đoạn qua phường Hòa Cường Bắc thấy một ô tô bốc cháy dữ dội. Chỉ một lúc sau, chiếc xe biển kiểm soát Đà Nẵng đã cháy rụi, chỉ còn trơ khung. Qua xác minh, ô tô bị cháy do ông TCV, 44 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng cầm lái và ông đã thừa nhận tự phóng hỏa đốt xe. Qua khai thác nhanh, ông V là người có tiền án, tiền sự, đang trong diện quản lý của địa phương và được cho có dấu hiệu không bình thường. Trước đó, ngày 13 tháng 3, ông này đã đốt một chiếc xe 16 chỗ. Hiện cơ quan công an đang xác minh, làm rõ những thông tin có liên quan đến ông V.